Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách cài bắt thai và bản quạt. Là nhiều khi việc đánh văn bản gặp nhiều khó khăn, việc đánh hay số hay các ký hiệu tổ hợp như E phần B, càng E, vân vân. Nhưng bản kia đánh ký hiệu trong quạt là chưa đạt được được hiệu quả và tốc độ. Để khắc phục điều này, hôm nay tôi chỉ các bạn là cách cài đặt bản bắt thai 69 để việc đánh số hay các ký hiệu dễ dàng hơn. Bước đầu tiên là các bạn cần phải tải file của bạn xin lỗi các bạn phải tải file MathThai 6.9 từ trên mạng xuống, ví dụ là từ thư viện vật lý.com vân vân. Bạn tải đánh trên công cụ tìm kiếm của Google. Bước thứ hai là tiến hành cài phần mềm lên máy, và bước thứ ba là xác định các thông tin từ việc cài đặt. Việc này rất dễ, là các bạn sẽ bấm Z là được và điền thông tin vào bảng unlock phần mềm vào bảng thông báo cuối cùng. Ở đây tôi đã tải phần mềm MathThai 6.9 từ thư viện vật lý và rồi trong file này nó sẽ có hai file chính, đó chính file là intone mtw 6.9.exe và file MathThai 6.9.tt. Trong file này là file chương trình quan trọng, còn file này là file chứa máy unlock để sử dụng miễn phí phần mềm. Đây chính là máy unlock của nó. Rồi để tiến hành cài đặt, các bạn cần lưu ý là vì phần mềm này là nó sẽ đến kèm một tag trên thanh công cụ Word, nên khi mở các bạn nhớ tắt hết các phần mềm như Word, Excel trên máy đi nha. Rồi nếu không thắt đi thì việc tiến hành cài phần mềm MathThai sẽ gây lỗi và sẽ không cài đặt được. Nhưng nếu các bạn đang mở file Word lên thì các bạn sẽ tắt hết đi rồi cài lại ban đầu thì vẫn được. Ví dụ ở đây là tôi sẽ mở một file Word lên. Rồi, file Word này là mở ra rồi. Rồi, tôi sẽ tiến hành cài đặt. Rồi, tôi sẽ tiến hành cài đặt. Việc cài đặt sẽ không được vì là mình đã mở một file Word lên rồi. Tôi đã mở một file Word luôn. Việc tiến hành sẽ bình thường nhưng mà nay thông báo là sẽ không cài đặt được. Rồi để cho ví dụ cho các bạn xem. Rồi như vậy là bản MathThai sẽ không cài đặt được, vì là do lỗi để mở một file Word hoặc bao bôi Outlook gì đó. Rồi các bạn sẽ tắt nó đi. Rồi tắt cái bản Word là tắt mọi bản Word trên máy đi. Rồi như vậy việc tiến hành cài đặt sẽ được ngay. Rồi ví dụ giờ ta đang cài đặt lại. Rồi chúng sẽ một bảng thông báo ra, một bảng thông báo này là gồm các điều khoản của phần mềm. Rồi chúng ta không cần quan tâm. Rồi nhấn tôi đồng ý, accept the term in the license agreement. Rồi đấy. Rồi việc cài đặt đang tiến hành suôn sẻ rồi. Chắc bạn hãy chờ trong giây lát. Rồi như vậy là nếu các bạn thành công thì nó sẽ ra một bản như thế này. Rồi bạn sẽ chọn
hai ô trên cùng là bạn sẽ chọn vào tiếp vào ô unlock my map hai view wallet bro đất khay, có nghĩa là bạn unlock bằng mã khay của hệ thống. Rồi feed name đầu tiên là bạn có thể chọn tên của bạn, và ví dụ tôi đặt tên là đặt tên là Văn đi. Rồi tôi đã đặt tên là Văn rồi, last name đặt tên là Văn luôn. Rồi organization là ABC, group hay là các bạn sẽ copy cái độ này từ cái file mà đính kèm trong file gốc luôn, chính là map file 69TT. Rồi bạn sẽ copy, rồi bạn thực hiện lệnh copy rồi dán vào khay này. Rồi rồi bạn sẽ dán vào khay ô bro khay, có nghĩa là bạn mã của khay. Rồi email address là bạn có thể là đặt tên email của bạn, có nghĩa là bạn có thể đặt tên gì cũng được, ví dụ tôi đặt tên là Văn Thành chấm tư kê còn hotmail.com. Rồi tiếp theo là ấn next. Rồi việc tiến hành cài đặt sẽ diễn ra, bạn phải chờ trong giây lát nữa. Rồi do máy là hơi yếu nên các bạn phải chờ hơi xíu. Rồi xin thông cảm. Rồi Intune rồi đại cạch ok cài đặt. Rồi tiến hành, đang tiến hành rồi. Rồi các bạn hãy chờ một tí đi. Rồi việc cài đặt sắp hoàn thành. Rồi. Rồi, như vậy là đã sắp xong rồi. 92, 93. Rồi xong thành công. Ok. Rồi một việc đại diễn xong sẽ rồi. Rồi ok. Rồi bạn đã tắt đi. Rồi mở firewall lên sẽ coi các bạn sẽ xem thành vẽ của bạn như thế nào. Rồi ở trên thanh công cụ sẽ hiện ra một tab mới, đó chính là map thai, đó chính là map thai. Map thai rồi đợi tôi ấn, các bạn có thể xem. Rồi bảng map thai này sẽ hiện ra công cụ để biên soạn văn bản, biên soạn bản. Rồi nếu video này hữu ích cho các bạn thì các bạn nhớ là share và nhấn nút like. Rồi xin cảm ơn các bạn.